Để không hiểu sai một cái câu văn thì đầu tiên chúng ta phải tìm cho ra cái nào là nominative và cái nào là active, cái nào là accusative. Thì chúng ta thấy những cái chỗ mà gọi là đấy thầy đã bôi hết trơn rồi, những chỗ này là thầy đã bôi không cho mình biết là cái gì cả tại vì nó chưa quan trọng. Thì bây giờ chúng ta tìm nghe ven via eine Kur machen müssen. Rồi tại chữ ven này là một cái Nebensatz, thành ra chữ động từ nó nằm sau cùng. Rồi ven wie eine Kur machen müssen. Cái điều này đọc cái chữ tới đây thì ta biết chữ wir là nominative, eine Kur tức là accusative. Ven wie eine Kur machen müssen. Như vậy là các em hiểu ngay là ven wie eine Kur machen müssen. Nếu tôi làm cái Kur, Kur là gì? Kur là một cái nơi gọi là để tĩnh dưỡng, một cái nơi tĩnh dưỡng, cái nơi mà cho coi như là cơ thể bệnh hoạn thì được phép tới cái đó. Cái nơi cua tức là một công việc tĩnh dưỡng, và cái nơi tĩnh dưỡng đó là cái cua ort. Ở trong đó có những cái chỗ ví dụ như hai bên đời, tức là những bãi bãi những hồ tắm nước nóng để cho mình gọi là nằm. Nói chung là những cái nơi gọi tắm nước nóng, hay chắc em cũng hay đi tới những cái chỗ đó rồi, thì tức là có ở bãi Nha Trang chẳng hạn, có những cái nơi mình tắm bùn thì cũng là một kiểu hai bè đờ, tức là nơi mà tắm bùn, tắm nước nóng, tắm nước khoáng gì đó. Cua ọt hay là cua là coi như đi tĩnh dưỡng. Rồi ven vi anh cua mắc mission order e hôn lung rút khẩn, tức là e hôn lung rút khẩn, e hôn lung là sự thoải mái tĩnh dưỡng. Nó giống như cua nhưng mà nó là e hôn lung để cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng ra thôi, để cho mình thoải mái. Thì như vậy ta thấy rõ ràng e hôn lung này cũng là một accusative. Tức là ngoài cái verb bình này ra đó, thì chúng ta thấy như vậy chúng ta đã tìm ra được cái ý chính của nó rồi. Wenn wir eine Kur machen müssen oder Erholung suchen. Bây giờ tới cái Hauptsatz là finden wir Zixer den richtigen Platz, tức là Zixer den richtigen Platz, cái này là accusative, wir là nominative, có nghĩa là wenn wir eine Kur machen müssen oder erholen suchen, finden wir Zixer den richtigen Platz. Thấy chưa? Đó là các cái, thì trong này có chữ gọi là erholen, erholen, Zixer, erholen, Zixer, erholen, tức là mình thoải mái đó. Và nô mình còn nói hôn lùng vì hôn lên vì hôn lên un, tức là chúng ta đã lấy lại thăng bằng cho mình á. Nè phần tức là mình chọc giận người ta, chọc người ta đi nè và là thần kinh, và nervous là bị coi như là hoảng hốt đó. Ví dụ như mình hay chọc người thì mấy đứa nào chọc mình nhiều quá cái mình mới la nó đồ rồi mix nix me nè phần, mày đừng có chọc giận tao nữa, mày đừng có làm phiền tao nữa. Do mix nix me nerven đó, nerven đi nerve nervous nhé. Đó là cái, tức là nói tóm lại trước khi đặt một cái tìm hỏi nó hãy tìm trước nó là nominative là cái gì và accusative là cái gì và Nebensatz là cái gì, Hauptsatz là cái gì đó. Kế tiếp là mình tìm cái preposition, thì ở đây mình thấy cái chữ für. Tức là sau khi mình tìm được nominative, accusative và verb rồi, giờ mình tìm cái preposition thì là für, unter, neben là mình thêm vào đó. Tức là bây giờ mình hiểu thêm. Wenn wir eine Kur machen müssen oder Erholung für unter, neben suchen. Đó. Thì bây giờ chắc em hiểu. Erholen für unter, neben. Đó, cái câu, bây giờ là câu câu sáng tỏ ra được rồi. Tức là lúc nãy mình chỉ nói là hôn luôn rút hình thôi, nhưng bây giờ biết hôn luôn phía ultra nè và cho cái não, tâm não của mình thấy chưa, tức là sáng tỏ lên một tí. Và ta thấy cái preposition kế tiếp là chữ unter, unter đến và sau dưới cái preposition này sẽ có những cái nominative, những cái nomen nữa, tức là finden wir unter den hai bên un cua ortin đó, tức là sau chữ unter này đó là dative đúng không, tại vì cái này preposition sau cái rũ này là dative thì cái chỗ này là dative đó, thì tức là unter den hai bên un cua ortin sicher den richtigen Platz đó, tức là các em bây giờ hiểu thêm một tí nữa. Wenn wir eine Kur machen müssen oder Erholung für unsere Nerven suchen, nhé. Finden wir
unter den hai Bädern Kurorten sich so einen richtigen Platz. Các em hiểu chưa? Tức là chưa có banh hoa gì cả, mới bình thường thôi. Nếu chúng ta đi làm cua hay là đi làm heo hôn lùng cho cái đầu óc của mình nó thảnh thơi, thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy cái hai BD hay là cái Kurorten. Một cái đó, unter den, tức là dưới những cái đó, sich so den richtigen Platz. Bây giờ mình đọc thêm một cái khúc nhỏ nữa, cái khúc đó nó gọi là Der Bundesrepublik und Österreich. Đó, mình đặt câu hỏi cái này là nó nằm ở đâu và nghĩa là gì. Thì sau khi mình biết rồi, wenn wir eine Kur machen müssen oder Erholung für unsere Nerven suchen, finden wir unter den hai Bäder und Kurorten. Ja. Thì bây giờ mình thấy nó thêm cái chữ Der Bundesrepublik Deutschland Österreich. Vậy cái câu này nó đi vào đâu? Thì giờ nhìn kỹ thì thấy chữ Der này tính là genitive. Der này là genitive nha. Và genitive thì như vậy là của, tức là hai Bäder của Bundesrepublik Deutschland và Österreich, tức là của nước Đức và nước Áo. Đấy, thì như vậy ta thêm được cái chỗ hai bế đó, un của Der Bundesrepublik Deutschland und Österreich. Đó. Như vậy là chúng ta hiểu thêm được câu văn nó dễ hiểu hơn. Tức là giờ ta hiểu rồi gì? Tức là nếu chúng ta wenn wir eine Kur machen müssen oder Erholung für unsere Nerven suchen, finden wir unter hai Bäder Kurorten der Bundesrepublik Deutschland. Thấy chưa? Ja, sicher den richtigen Platz. Sau khi đọc xong nó, bây giờ chúng ta sẽ thấy nó thêm mắm, thêm muối vào. Tức là thêm adjective vào, mắm muối chính là adjective. Rồi vào những cái tránh từ phụ như từ auch nur. Tức là bây giờ ta hiểu, wenn wir eine Kur machen müssen oder auch nur, chỉ cần. Erholung für unsere Nerven suchen. Tức là, wenn wir eine Kur machen, oder auch nur. Cái này thêm mắm, thêm muối vào. Finden wir unter den, bình thường, den hai Bäder. Nhưng mà thêm một cái mắm muối nữa là zahlreichen, tức là nhiều lắm. Tức là, chúng ta unter den zahlreichen, nhiều cái hai Bäder và Kurorten. Der Bundesrepublik Deutschland und Österreich sich so den richtigen Platz. Tức là đây bây giờ là mình thêm cái adjective. Adjective vào hay là những cái từ phụ vào để thêm cho nó mắm muối vào. Mình hiểu ý chính là hiểu rồi, tức là ý chính là chỉ có hai Bd của Orton thôi, hay là Erholung thôi, giờ mình thêm mắm muối vào cho nó Zahnreichen hay là auch nur. Thế là các em hiểu hết rồi gì? Tức là bây giờ nếu mà đọc lại cái này thì các em sẽ hiểu toàn bộ cái câu văn này là wenn wir eine Kur machen müssen oder auch Erholung für unsere Nerven suchen, finden wir unter den zahlreichen Heilbädern und Kur der Bundesrepublik Deutschland und sich den richtigen Platz. Chứ richtigen này cũng là mắm muối thôi. Sich den Platz là được rồi, mà den richtigen Platz. Đó thì tức là dễ hiểu khi mà chia ra được nominative, accusative và verb, thì chúng ta sau đó thêm mắm, thêm muối, thêm adjective vào, thì là chúng ta sẽ hiểu hết tất cả toàn bộ câu văn và không sai. Bây giờ đọc lại cái câu lúc nãy một lần nữa rất là chậm để các em biết hiểu cho rõ. Wenn wir eine Kur machen müssen oder auch nur Erholung für unser System, unsere Nerven suchen, finden wir unter den zahlreichen Heilbäder Kurorten der Bundesrepublik und Österreich sich den richtigen Platz. Câu thứ nhì, jede Art wird uns gern beraten. Như vậy ta có thể nói là jede Art, nó là nominativ nhé, uns là accusativ. Und accusative beraten, tức là chỉ dẫn cho ta hay là tư vấn cho ta. Tức là jede Art wird uns gern beraten. Tức là các em như vậy là hiểu rồi. Jede này là gì? Jede này là một từng người một. Chào các em, chúng ta bắt đầu một hành trình đi thăm một thành phố cổ. Wir besuchen die Anstatt. Đây là câu số 1.
In Finland, großen und auch kleinen Städte gibt es schöne alte und moderne Bauwerke. Các em Bauwerken. Bây giờ chúng ta phân tích, analyze cái câu này. Đầu tiên đó là in là một cái preposition. Sau một cái preposition in thì thường có nó hoặc là accusative hoặc là dative. Thì chúng ta xem coi ở đây nó là dative hay là accusative. Thì ta thấy nó có một cái động từ give as a in Finland, Großen, Old Kleinen Städten. Theo cái kỳ hình thức này á, thì đây nó là một dative, là tại vì Städten cái chữ N ở đằng sau và những cái chữ này tức là in Finland, Großen und Old Kleinen Städten là một dative, đúng không? Đó, thì tức là, và đằng sau đó là cái preposition, còn gibt es thì thường thường gibt es tức là có đó, thì nó đi theo một accusative, như vậy là in Finland, Großen und Old Kleinen Städten, gibt es. Thì tất cả những cái này đó đều là accusative cả. Đó. Như vậy, ta thấy câu này có thể gồm bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là preposition, phần thứ nhì là verb, và phần thứ ba là accusative. Để tiếp tục, chúng ta thấy Städten này đó, nó, như đã nói, nó thuộc về dative. Thuộc về dative, đúng không? Nó là dative, tức là nằm ở dưới này, nomen, nó là một nomen thuộc về dative. À, tức là cái này mình có thể xóa được ha. Và bây giờ mình tiếp tục cái thằng này. Thì cái thứ nhì nó là nomen nữa, mình nói về nomen trước nha. Thì là Städten là thành phố, Bauwerk và Anstatt, Bauwerk như là những công trình xây dựng. Người ta gọi là Bauwerk. Ở trong này mình thấy nó đằng sau chứ GPS như vậy nó là accusative. Tại vì mình nói sau GPS đều là accusative. Thì là accusative. Anstatt. Wir besuchen die Anstatt. Tức là wir besuchen accusative. Như cái này cũng là accusative luôn. Anstatt là thành phố cổ. Anstatt là thành phố cổ. Städt là thành phố. Và Bauwerk là những kiến trúc xây dựng. Nhà cửa đó, gọi là Bauwerk. Đó. Các em thấy không? Nó chưng. Cũng cái Sachse đó, chúng ta nghiên cứu về adjective ở trong đó. Nó, thì ta thấy Groß in Großen Finland Old Kleinen. Cái này là adjective. Và nó, như đã nói trước, nó là dative, tức là nó đi thuộc về adjective. Không có article, tức là nó không có article. Và nó thuộc về dative, tức là thuộc về thằng này. Đó. Mình nhìn vô, mình phân tích nó ra thì mình thấy như vậy. Cũng như gibt es schöne alte cũng là adjective, moderne cũng là adjective. Nhưng mà như đã nói, đằng sau cái es gibt này nó là accusative như vậy. Và mình không thấy article đâu cả, tức là on article, cái này cũng on article và nó ở accusative, tức là nó là accusative và cái này cũng accusative luôn. À. Cho nên và cái adjective này đi theo cái vẻ cái nomen này đó. như vậy thì ta có thể hiểu được là in Finland, Großen und Old Kleinen Städten, tức là nhiều ở nhiều thành phố lớn cũng như thành phố nhỏ. Cái chữ Finland này đã dạy rồi, đi sau nó có nhiều chữ Finland, nó đứng thường thường nó đi thêm một cái gì nữa, thì như Finland Großen nghĩa là Finland Kleinen. Đó. Và schöne alte moderne Bauwerk ở đây nó là thuộc về Bauwerk, và vấn đề gì nó là Bauwerk hay là Bauwerk, nó là plural, đúng không? Thành ra cái này nó phải là schöne alte moderne, tức là nó là plural, còn cái thằng này cũng là plural luôn và nó thuộc về dative, thành ra Großen und Kleinen Finland nha. Tức là khi các em viết, các em chú ý nha, nó là số nhiều thì nó e, tất cả những cái en đùng này nè nó rất là quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta biết escape là gì, nó là một cái verb bệnh ở trong trạng present, để cho mình biết nó là present. Như vậy là tương đối chúng ta biết được cái câu này nó như thế nào rồi, cấu trúc của nó đó. Như vậy thì mình dịch cái câu này như thế nào cho nó chính xác nhất. Là ở nhiều cái thành phố lớn nhỏ thì có những cái
công trình xây dựng rất là tân tiến cũng như là cổ điển và rất là đẹp. Thế đó, đó là mình dịch theo tiếng Việt dịch ngược lại như vậy nha. Rồi, chúng ta đi bây giờ đi vào cái câu số 2, phân tích cái câu số 2. Câu số 2 là câu này. Và câu này nó cũng có liên quan đến câu thứ nhất nữa. Đó. Thành ra chúng ta sẽ biết, thì cũng giống như vậy, đầu tiên chúng ta phân tích có những cái preposition nào. Thì đây có chữ in là preposition. Đó. Và những chữ sau đó là thuộc về gì? Ihren, Museen und Sammlungen. Tức là khi mà đọc cái này ta biết rằng là đây là những cái viện bảo tàng, Sammlungen là cái coi như là gì? Thu thập được. Tức là ở trong viện bảo tàng mình có những cái vật dụng mà nó được trưng bày ở trong đó. Hay, tức là những cái gì giam, người ta gọi đó là những cái giam lồng, những thu thập được trưng bày ở trong một cái museum, tức là một trong một cái viện bảo tàng. In ihren Museen und Sammlungen kann man die Zeugnisse, tức là những vật chứng, hay những chứng minh về thời đại cũng như về nhân con người, hoặc là cái Geschichte hay cái lịch sử của nó, Zeugnis với lại những cái chứng nhân của lịch sử, là chữ đe này có nghĩa là genitive, là những chứng nhân lịch sử, về lịch sử, cũng như cái berühmte là nổi tiếng, Kunstwerk là những nghệ thuật xây dựng nổi tiếng hay những hình vẽ. Trong museum thì không có xây dựng, nhưng mà có những sản phẩm, những hình vẽ hay là những bức tượng hay những cái gì, hay những sản phẩm của nó, một cái rất là nghệ thuật. Bewundern, tức là chúng ta sẽ cảm thấy gọi là chỗ mà trầm trồ nhìn nó và sẽ bùi vun nên làm cho chúng ta là gây ngạc nhiên cho chúng ta về cái tài năng của nó ở trong cái đó. Cho nên cái câu này á, thì các em cứ nghĩ rằng là phân tích nó thì ta thấy đầu tiên nó là adjective của nó, thì ta thấy gồm có cái gì ở đây, chỉ thấy có mỗi cái berühmter thôi. Và đây là số nhiều, tại Kunstwerk là số nhiều, thì berühmter đi theo số nhiều, nhưng không có artikel, tức là berühmter ohne artikel, và nó thuộc về loại gì? Bewundern là một cái trầm trồ hay là ngạc nhiên, đi theo accusative, như vậy thì cái berühmter này cũng là accusative luôn. Thấy chưa? Rồi, in den Museum đây, những cái chữ in den, in ihren, Museum und Sammlungen, das ist Dative nha. Cái này thuộc về Dative. Kann man, kann ở đây là một cái verb. Nó thuộc về loại gọi là modal. Cái đó biết rồi thì lặp lại cho biết. Mới tới phân tích thì mình nói là kann thuộc về modal. Và đi sau kann là phải là bewundern thì nó là infinitive. Đó. Kann man die Zeugnis der Geschichte und berühmte Kunstwerke bewundern. Đó. Như vậy làm sao? Sau cái in là một cái dative, can, sau cái can là phải có bewundern, tức là infinitive, can mà die Zeugnis der Geschichte, tức là thấy die Zeugnis der Geschichte thuộc về cái gì? Nó chính là nomen nhưng thuộc về accusative, vì lý do người ta bewundern một accusative như vậy là und berühmte Kunstwerk cũng là accusative luôn, tức là cái này cũng thuộc về accusative luôn. Và cái chữ can này nó thuộc về presence. Nếu không đã thay đổi cái chữ rồi. Tức là nguyên cái câu này mình có thể phân tích được ra rất là rõ ràng. Và bây giờ cái nào là cái nominative trong này? In ihren Museum zum Kanman die Zeugnis der Geschichte und berühmte Kunstwerke bewundern. Như vậy nominative là cái chữ man này. Chứ chẳng ai cả. Chữ man này có nhiều nghĩa. Có nghĩa là người nào đó, bất cứ ai. Nó nói một người ta, tức là nói chống không ấy mà. Nó là cái nominative. Như vậy, còn những cái nào là accusative? Thì ta thấy accusative là chữ die Geschichte này là accusative. Kunst cũng là accusative. Tức là bewundern, die Zeugnis und die Handwerk. Hai cái này nó là accusative. Bây giờ đặt câu hỏi, Geschichte có phải là accusative hay không? Geschichte có phải là accusative hay không? Các em có thể nói được cái điều đó hay không? Tức là cái Geschichte này là accusative hay là gì? Đó. Thì ta thấy der Geschichte, như vậy cái này nó thuộc về dative. Tại vì chữ der này là dative. Quatsch, xin lỗi. Der này thuộc về genitive.
Như vậy là die Sau ist nicht der Geschichte thì cái này nó thuộc về genitive, tức là der Geschichte nó thuộc về genitive là đây. Trong khi Sau ist nicht này như man kann so bewundern, thì Sau ist nicht vẫn là accusative. Và tất cả những cái này nè, như đã lặp lại, đó chính là dative. Yeah. Ok. Vậy thì cái câu số 2 này được hiểu như thế nào, được dịch ra như thế nào trong tiếng Việt? Là ở trong những cái viện bảo tàng và những cái vật, những cái gì mà họ thu thập trưng bày ở trong viện bảo tàng đó, người ta, tức là người ta có thể bewundern, trầm trồ khen ngợi những cái chứng minh lịch sử, những cái vật chứng lịch sử hoặc là những cái nghệ thuật nổi tiếng, berühmt, tức là nổi tiếng. Đúng không? Đó là nói, chứ viết ra thì em nên viết như thế nào? Người gọi là tại những cái viện bảo tàng và nhờ qua được cái những cái trưng bày ở trong đó, người ta có thể nhận được, hay nhận với trầm trồ khen ngợi được những cái thành quả về lịch sử cũng như là những cái nghệ thuật gọi là nổi tiếng của họ trưng bày trong đó. Đó là cách dịch nhé. Yeah. Tiếp tục với lại câu số 3 này. Chúng ta analysieren cái câu số 3 này nó làm sao nghe. Rồi cùng nhau đọc. Einige, cái này nó chắc chắn nó là một adjective rồi. Và mình không thấy article đâu cả, tức là nó on article. Bây giờ mình phải biết là nó ở nominative, accusative, dative. Và cũng hiểu chứ einige đó, thì nó giống như kia, nó gồm có một cái chuỗi của nó như einige, viele, manche. Viele große Städte, einige große Städte, manche große Städte. Nó cái nghĩa gọi là rất là dễ hiểu, viele tức là nhiều, einige là một vài, manche là đôi khi, như là manche một ít thôi. Thì einige Städte luôn 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 là số nhiều, khi mà dùng tới einige, manche thì đều là Städte, không có chữ R. Städte ziehen mit. Giờ tới động từ ziehen thì phải phân biệt ziehen, tại có nhiều ziehen lắm. Ziehen không là kéo, co, nhưng mà ziehen mà có thêm chữ an, ein, aus thì nó lại qua preteritum là zog, perfect là gezogen, thì nó ý nghĩa khác nhau. Ziehen an, tức là ta thấy einige ziehen an, einige Städte ziehen an, thấy không? Các em thấy chưa? Tức là gì? Tức là einige Städte ziehen an, yeah. Ziehen an là cái gì? Ziehen đó, như đã nói, ziehen có nhiều chữ. Thúy ziehen einen Pullover an, tức là Thúy mặc một cái áo len vào. Nhưng mà ziehen sich jeden Morgen an, tức là mỗi cái tự động mỗi buổi sáng là mặc cái áo đó vào. Ziehen sich là tự mặc vào, biết không? Udo zieht in den Stuhl aus. Udo dọn aus, ziehen có nghĩa là dọn ra khỏi nhà. Also zieht in Stuttgart aus, tức là Udo đã dọn ra khỏi Stuttgart rồi, và in Berlin ein, và đã dọn vào Berlin. Er ist umgezogen, có nghĩa là đổi chỗ nhà rồi. Còn nếu mà nói chuyện anziehen cũng có nghĩa là die Mutter zieht das Kind an, tức là người mẹ mặc quần áo cho đứa con. Đó. Tức là chữ anziehen có nghĩa là nhiều nghĩa, nghĩa có nghĩa là tự mặc quần áo, nhưng trong trường hợp này anziehen này có nghĩa là gọi là lôi cuốn. Trong trường hợp này có nghĩa là lôi cuốn đây này, cái chữ này lôi cuốn chứ không phải là mặc quần áo nữa. Also einige Städte ziehen mit ihren berühmten Konzerte, Musiker, Bewerber, Festspieler, Tausende von Musiktheater an. Also einige zieht an, tức là một vài thành phố lôi cuốn. Mit là preposition cùng với. Ihren này tức là Städte, là wenn berühmt là một adjective. Như vậy cái này nó nằm, adjective này là thuộc về thể loại nào? Mit ihren, wenn berühmt tức là nó có article này là ihren, và nó ở trong chữ mit có nghĩa là nó ở trong tình trạng dative, mà mit ihren article vì là dative bắt buộc phải có chữ en ở đằng sau. Also einigen Städte ziehen mit ihren wenn berühmten, berühmt cái gì? Concerten tức là buổi hòa nhạc, dàn giao hưởng, concerten. Musikbewerben,
Music là âm nhạc, vét bề vè bình có nghĩa là một cuộc tranh tài, đua tài. Ai music bề vè ai vét cắm, unter den Menschen, den Musikern, wer mit sich sehr Instrument bespielen kann. Also, Musik wettbewerben ist ein Wettkampf, tức là một cuộc tranh tài, unter den Musikern, giữa các nhạc, các gọi là nhạc gia, hay những người Musiker, tức là những người chơi chơi đàn gì đó. Wer mit seinem, ai mà đã sử dụng cái instrument, tức là dụng cụ am besten, also, ai mà đã có thể sử dụng cái đàn của họ, cái dụng cụ âm nhạc của họ một cách là tốt nhất thì người ta mới gọi đó là Met Music Wettbewerb. Festspielen là những cái buổi, những cái trò gọi là giống như là theater đó. Theater tiếng Việt là gì ta? Theater là buổi kịch hay là buổi diễn xuất trên trên mặt trên sân khấu gọi là Festspielen. Festspielen nó thuộc về loại là lớn nha, tức là diễn tả một cái quá trình lịch sử nào đó gồm hay thousand đó, tức là cả hàng ngàn music, thousand phone, người ta thường thousand music, tức là có những cái buổi fest spielen mà trong đó có cả ngàn các người mà yêu âm nhạc hay là yêu nghệ thuật về về hí viện, tức là về kịch bản về hí viện gì đó, Liebhaber. Liebhaber đó là một cái người, là những người say mê, những người say mê tức là auto Liebhaber là những người say mê auto, music Liebhaber là những người say mê âm nhạc, theater Liebhaber là những người say mê đi coi kịch. Như đó. Thì đó là những cái gọi là cho mình biết, mình phân tích như vậy. Như bây giờ mình biết là cái stator này nó là dative hay là nominative hay accusative thì anh ấy cái chit an tức là distator chit an rồi như vậy distator nó là nominative đúng không? Đó. Còn những cái sau đây mit thì sau nó đều là active hết thành ra những chữ như concert tần là phải là dative, musician bề vè cũng là dative, festspielen là dative, thousander phần music cái chữ thousander này là nó đi về cái mười festspiel là thành ra nó không nằm ở trong thì đã tiếp mà là thousand rồi festspiel là thousand phần music cái đó, cái gì cái này mới là cái accusative của chữ ancient tức là cái tất cả những kia là đi theo chữ mid các em hiểu không? Cái chữ mid này nè đằng sau chữ mid này bao gồm những cái gì sau chữ mít này đó là bao gồm những cái gì thì sau chữ mít này bao gồm cho đến mít iron xóa lại nhìn kỹ lại thì thấy cái chữ mít này là nó gồm có tới đây thôi tới đây luôn giờ là nhiều quá tức là cái chữ mít này á là mình nếu mà nãy giờ nhìn kỹ á, thì nó đi từ chữ này cho đến hết đây là một phần của chữ mid mid ihren wenn berühmten Konzerten Musik bewerben und Festspielen đó là tức là nó nhờ qua những cái bể nổi tiếng về concert hay là vét bewerben hay là Festspielen chi thousand von Musik Liebhaber cho nên cái, nó mới chi hình cả ngàn người yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật, yêu hí viện tới xem. Đó, tức là phải nhìn kỹ, nếu mà nhìn kỹ thì phân tích ra như vậy mới mới là cái khó khăn trong trong câu này. Tức là các em hiểu gì? Tức là cái chữ accusative là nguyên cái khu này đi theo chiên, tức là nguyên cả cái phần này là mới là cái accusative. Còn cái phần ở trên này đó là cái preposition đi theo cái về preposition mit. Đó, tức là nói lại nghe Wetten là ganh đua, Wettkampf tức là những cái buổi buổi kẻ buổi tranh đấu với nhau, Wettbewerber là những người đăng ký thi và Musik Wettbewerber là những người gọi là đăng ký thi music thi âm nhạc. Đó. Vét cho nên mới nói như vậy. Còn Liebhaber là say mê thì auto Liebhaber người say mê auto lip music Liebhaber, theater Liebhaber, Liebhaber nó có nghĩa là như vậy.
Wir besuchen die Anstalt. Chúng ta hãy đi thăm thành phố cổ. Die Anstalt là thành phố cổ. Tại là những nơi mà gọi là đương nhiên đã gọi là phố cổ, giống như là phố Hàng Buồm, 36 phố phường của mình, hay là những khu vực nào mà có những đồ cổ, những nhà kiến trúc cổ, người ta gọi là Anstalt. Thì trước khi hiểu vấn đề này đó, chúng ta nên tìm hiểu thứ nhất là phân tích analyze là có những cái adjective nào mà không có article ở trong này hay không, và cái dạng của nó là nominative, accusative, dative hay là genitive. Đó. Thì chúng ta hãy đi đầu tiên chúng ta thấy cái chữ nào gọi là adjective on article, thì chúng ta thấy in Finland on our client. Đó, thấy cái này là không thể article đâu cả, thì đây là một. Hai, also in Finland großen und auch kleinen Städten, ja, gibt es schöne alte und moderne. À, thấy chưa? Tức là gibt es schöne alte und moderne, không thể article đâu cả. Như vậy ta có, bây giờ là ta có 5 cái rồi. Bauwerken là những kiến trúc gọi là xây dựng ngày xưa của mình. In ihren Museum und Sammlungen kann man die Zeugnis der Geschichte und berühmte Kunstwerk. À, berühmte tức là nổi tiếng, không có article ở đây. Kunstwerk, bewundern. Einige Städte, einige Städte cũng là một cái adjective on article. Mit ihren wenn berühmten Konzerten. Cái này là có article, không có, là tại vì có chữ ihren trước, đúng không? Mit und festspielen. Tausende von Musiker und Theater liebhaben an. Như vậy ta có thể đếm được bao nhiêu cái adjective on article. 1, 2, 3, 4, 5, cái này 6, 7, cái này thì nó có chữ ir không được tính. À, rồi có 7 cái adjective on article nhé. Đó. Thì những adjective đó nó ở trong bây giờ là nominative, accusative, dative hay là genitive. Ở đây có chữ in. In Finland großen und auch kleine Städten. Cái chữ này, cái chữ, nếu mà nhìn kỹ đây á, thì nó là dative, tại vì cái chữ Städten này á, tận cùng bằng chữ en, tức là thuộc về số nhiều. In, thì cái thứ nhất nó là thuộc về dative. À, cái này là dative, đúng không? Gibt es schöne alte und moderne Bauwerke. Cái chữ gibt es này đi theo đó là accusative. Như vậy thì cái này là accusative. Accusative. Và mà ghi đây. In ihren Museum kann man die Zeugnis der Geschichte und berühmte Kunstwerke bewundern. À, cho cái này á, tức là man kann bewundern die berühmte, thì những cái này cũng là accusative luôn. Einige Städte ziehen, einige Städte ziehen, nói cái này không là biết, cái này là nominative rồi. Also einige Städte ziehen mit ihren berühmten, mit là sau đó dative. Như vậy thì cái này nó còn dative, mit ihren berühmten, nhưng mà cái này không thuộc về loại adjective on article mà nó có article ở đây. Also nói tóm lại, in Finland großen und auch kleinen, đó là, ê, xin lỗi, cái này là sai, nó là dative. Cái này là sai, cái này là, nó là dative chứ không phải đấy, nó dative chứ không phải accusative. Und gibt es schöne alte moderne, như vậy là moderne, alte, moderne, là accusative, chỉ có ba, chỉ có cái này là dative thôi nghe, nãy giờ mình đọc sai. Đó. Wir zelten, tức là chúng ta cắm lều, dựng trại, dựng lều ở những cái camping place. Đó, thì đối người ta chỉ cắm lều chỗ nào? Ở những cái chỗ gọi là romantic place, tức là cái nơi nào thơ mộng, cái nơi nào yên tĩnh, có biển, có rừng, có núi. Những cái nơi romantic, tức là thơ mộng. Rồi wir zelten an romantic place können wir unsere Zelt auf guten camping place aufschlagen. Mình có thể nói là wir zelten, tức là chúng ta đi cắm lều. Nhưng nếu mà có thể dùng một cái chữ nó là zelt aufschlagen, tức là bắt đầu mình dựng lều lên. Wir zelten chưa có nghĩa là mình dựng lều, mà là mình đi tới cái nơi nào đó để mình cắm lều.
và mình cắm lều thì vậy Zelt aufschlagen, tức là wir schlagen unsere Zelt auf. Also an den, nói tóm lại, an den romantischen Plätzen können wir unsere Zelt auf guten Campingplatz aufschlagen. Cái chữ guten này đó, nếu mà đúng ra nó là một cái loại adjective nhưng mà không có artikel ở trên. Nó thành ra, nếu mà bình thường là auf die guten Campingplätzen nhé, nhưng mà hay là auf den guten Campingplätzen aufschlagen, thì mình bỏ chữ den đi thì mình chỉ còn có auf guten Campingplätzen aufschlagen, tức là adjective nhưng mà ohne Artikel. Also, wir zählen an romantische Plätze, können wir unser Zelt auf guten Campingplätzen aufschlagen. Nhớ nghe, wir zählen, nhưng mà mình phải là zählen aufschlagen. Đó, cái chữ aufschlagen. Präteritum của nó là schlug auf và perfect của nó aufgeschlagen. Đó. Nhưng mà chữ aufschlagen có nhiều nghĩa lắm. Zählen aufschlagen. Frau Müller schlägt das Ei auf, tức là đập quả trứng. Aufschlagen cũng có nghĩa là đập quả trứng, cũng có nghĩa là dựng lều hay là bị vập, tức là vập. Ví dụ như das Kind hat sich das Knie aufgeschlagen, tức là bị vập đầu gối, đứa bé bị vập đầu gối đó. Và lẽ đương nhiên zählen aufschlagen đó, chứ thành ra chữ aufschlagen có nhiều nghĩa tất cả đó. Đó, và ein dichtes Netz gute Straßen und die Autobahnen, also die besten Straßen von Europas, lassen wir schnell unsere Reiseziele erreichen. Nghĩa là gì? Có nghĩa là ein dichtes, tức là một đầy đặc, dichtes là đầy đặc, Netz tức là một hệ thống mạng lưới đầy đặc, gute Straßenbahn oder Straßen. Gute này nó cũng lại giống, đáng lẽ là phải nói ein dichtes Netz der guten Straßen, nhưng mà mình cũng một loại gọi là adjective ohne Artikel, thành ra chỉ còn có chữ gute, tại vì der guten thì là gute. Thì ein dichtes Netz gute Straßen und die Autobahnen, die besten Straßen Europas, Autobahn là thuộc về loại gọi là tốt, thì ngày đi Straßen, lassen wir schnell unsere Ziel erreichen. Cũng giống như vậy, cái chin là một cái mục, là cái điểm đích, Reisechin là cái điểm đích mà mình muốn đi du lịch tới đó, thì người ta nói là cái chin erreichen, tức là mà đạt được cái mục đích, erreichen là đạt được, cho nên khi mình nói như vậy thì phải nhớ là khi dùng chin thì phải là chin erreichen. Đó là cái từ phải chuyên sử dụng nó. Also, Zelt aufschlagen, Reiseziel erreichen. Và chữ gute này cũng vậy, nó là một cái artikel ở trong dạng genitive. Gute này là một cái genitive thay vì der. Guten thì giờ ta sử dụng chỉ còn có gute. Cũng giống như chữ beide này đó, nó cũng là một genitive. Và ta lại der beide thì nó sử dụng beide, tức là một loại y chang như thế này, có nghĩa là adjective on article nhé. Bây giờ mình có thể nói thêm một tí nữa là Minh und Thúy kamen zum Campingplatz und schlug das Zelt auf. Also, sie zählten im Campingplatz. Thấy chưa? Có nghĩa là Minh và Thúy tới cái Campingplatz và schlug das Zelt auf, tức là dựng lều. Also, sie zählten im Campingplatz. Nó cắm lều, ở, coi như là nhà mình hay nói là cắm trại, cắm lều ở Campingplatz. Nha. Die Deutsche Bahn und die Österreichische Bahn, also beide Länder, tức là cái beide Länder, tức là cả hai nước của Đức và Österreich. Die Deutsche Bahn und die Österreichische Bahn, beide Länder und viele private Autobahn, Autobuslinien, tức là Autobuslinien có nghĩa là xe bus, bringen uns, đem chúng ta, bringen uns aber auch bequem, tức là bequem giống như angenehm, tức là coi như là gọi là gì, tiếng Việt gọi là gì, bequem und angenehm, tức là nhẹ nhàng cũng như là
không nhẹ nhàng hoặc là thoải mái gì đó. Un sicher tức là chắc chắn, an unseren Ferienort, thấy chưa? Là chắc chắn sẽ đem tới, đưa chúng ta tới Ferienort. Chẳng đó, tức là đi Deutsche Bahn und die Österreichische Bahn bringen und noch viele Straßen noch oder viele Buslinien bringen uns sicher und bequem an unserem Zielort. Also Reiseziel, das Ferienort. So, versteht? Also nochmals, wir zählten an romantische Plätze, natürlich, wir zählten nur auf romantische Plätze, können wir unser Zelt auf guten Campingplätze aufschlagen. Tức là chỉ tới cái guten Campingplatz mình mới làm, chứ còn chỗ một chỗ nào đó. Ở bên Đức này cấm gọi là Wind Zelten, tức là cắm lều bừa bãi mà phải vào Campingplatz Zelten, không có được Wind Zelten ha. Also ein dichtes Netz guter Straßen und die Autobahnen der besten Straßen Europa lassen wir schnell unser Reiseziel erreichen. Die Deutsche Bahn und die Österreichische Bahn, beide Länder und viele private Autobuslinien bringen uns aber durch bequemer und sicher an unseren Ferienort. Ja, wir suchen Unterkunft. Unterkunft nghĩa là gì? Unterkunft chính là Übernachtung, tức là những cái đêm nghỉ, người ta gọi là Unterkunft. Mặc dù chữ Unterkunft không có diễn giá như đêm cả, nếu mình nói Übernachtung thì dễ hiểu hơn, nhưng mà tiếng Đức nó là vậy, Unterkunft. Thì Unterkunft nó gồm có những gì? Lẻ lẽ đương nhiên, khỏi cần nói nhiều. Hotels, ở bên Đức này nó còn có những loại pension, tức là cái nhà nhỏ rẻ tiền, hoặc là Fremdenzimmer, tức là những cái phòng để cho mình ở. Pension với Fremdenzimmer thường thường nó gần gần giống nhau, nhưng mà nó chỉ có những vùng quê hẻo lánh mà thôi. Tại trong những vùng quê hẻo lánh hay vùng thành phố nhỏ nó không có hotel, thành ra nó chỉ có những cho những người đi dọc đường mà qua đêm. Có nhiều nơi không đặt tên là Gasthäuser, tức là trong đó cũng có chỗ để mình uống bia uống rượu như trong đó, tức là phía dưới là cái chỗ uống bia uống rượu, trên lầu là phòng ngủ, hotel, pension, Fremdenzimmer. Ngoài ra nếu mà trẻ đó, thì có những cái Jugendherberg, hay là bây giờ nó hay đặt tên là Jugendzentrum. Jugend, có nhiều người Việt Nam mình đọc sai, đọc tên là Jungen là sai, và là Jugend. Jugend tức là thanh niên. Herberg là cái nhà ngủ, Zentrum là cái trung tâm, tức là Jugendherberg hay là Jugendzentrum. Và tất cả những cái nơi mà mình vào đây mình ở đó, người ta gọi là cái Aufenthalt. Tuy nhiên, Aufenthalt cũng có nghĩa là cư trú. Nó giả sử như khi các em sang Đức á, thì các em sẽ phải xin một cái là Aufenthaltserlaubnis, tức là một cái giấy phép cư trú. Đó. Còn những cái việc mà đi chơi như này á, thì người ta gọi là Ferienaufenthalt, tức là những cái buổi dừng Aufenthalt, tức là ở đâu đó, dừng lại ở đâu đó hay là cư trú ở đâu đó, thì nó là Ferienaufenthalt, có nghĩa là cư trú ở vùng ấy. Thì các em nói như vậy ha. Tóm lại, viele Hotels, Pensionen, Fremdenzimmer und Gasthäuser warten auf uns und möchten uns unseren Aufenthalt so gut wie möglich machen. Also, cái chữ mà so gut wie möglich, hay so schön wie möglich, hay so private, cái này một cái thành ngữ là gọi là cái gì ra? Tiếng Việt mình chẳng biết, thầy cũng chẳng quên biết nhớ là chữ gì. So schön tức là đẹp như có thể, tức là đẹp tối đa, đẹp như có thể, coi như đẹp tối đa rồi. So schön wie möglich, tiếng Việt nó, tiếng Đức nó là so adjective wie möglich, các em hiểu không? Đó thì cái mục đích của bài này để cho các em hiểu Unterkunft là gì và cách sử dụng so wie möglich nhé. Yeah? Ok, so wir suchen Reisebüro. Das müssen wir machen. Also, wenn wir bequem und sorglos reisen wollen, dann gehen wir zu einem nächsten Reisebüro. Also, klar. Nếu mà muốn đi một cách gọi là thoải mái, bequem có nghĩa là thoải mái, sorglos tức là chẳng phải lo lắng gì cả, thì cứ đi tìm tới một cái gọi là văn phòng du lịch gần gần nhà.
Das nimmt uns alle Arbeit ab. Nơi đó, das là das Büro đó nghe. Nimmt uns alle Arbeit ab. Cái chữ nehmen, ab nehmen mình đó, đó cái chữ này á, thì quá khứ preteritum của nó là nam, ab, và perfect của nó abgenommen. Thì cái chữ này có nhiều nghĩa lắm. Abnehmen, 3 kg, sie hat schon 3 kg abgenommen, tức là xuống ký trong trường hợp này. 3 kg, sie hat schon 3 kg abgenommen. Udo mietet eine Wohnung, er hat die Wohnung bereits abgenommen. Also, cái chỗ này là bàn giao. Trong trường hợp này nó nghĩa là bàn giao. Trong trường hợp này nghĩa là xuống ký. Udo mietet eine Wohnung, tức là Udo thuê một cái Wohnung. Er hat die Wohnung bereits abgenommen và nó đã được bàn giao xong rồi. Also, die, also das nimmt uns alle Arbeit ab. Die Reise Büros, số nhiều của Büro là die Büros nhé. Suchen uns die besten Verkehrsverbindungen besorgen. Also, suchten uns die besten Verbindungen besorgen uns. Có nghĩa là abnehmen mình trong trường hợp này nó không phải là abgenommen xuống ký là gì mà abnehmen mình tức là lãnh nhiệm vụ, lãnh cái công việc. Also, abnehmen die Arbeit, alle Arbeit abnehmen, tức là tất cả nhiệm vụ. Büro, das Büro nimmt uns alle Arbeit ab. Die Reisebüros suchen uns die besten Verkehrsverbindungen, besorgen uns die Fahrt- und Flugkarte und bestellen uns auch die Zimmer, also an dem Ferienort. Có nghĩa rằng là cái Reisebüro bureau này anh nim mình alle Arbeit ab, trong đó bao gồm cả phương tiện di chuyển, also Verkehrsverbindung, cách thức giờ giấc di chuyển từ nhà mình cho đến nơi gọi là nghỉ hè. Besorgen die Fahrt und Flugticket, là mua cho mình vé máy bay, kể cả vé tàu thủy nếu trường hợp mà đi, hoặc là tàu hỏa nếu mình đi bằng cái đó. Tức là Verkehrsbindung là gì? Verkehr tức là giao thông, Verkehrsmittel là những phương tiện giao thông gồm có xe xe bus này, xe điện này, xe lửa này, tùm lum hết tất cả. Đi Verkehrsverbindung tức là cái Verbindung, những cái coi như là chương trình để đi lại đó. Thì trong đó có cả Verkehrsdienst, die Möglichkeit, tức là những cái khả năng mà wie von einem Ort zu anderen Ort, tức là khả năng mà làm sao để mà mình đi từ một điểm địa điểm này đến một địa điểm khác. Also, Verkehrsverbindungen sind die Möglichkeiten, wie man von einem Ort zu einem anderen Ort kommen kann. Man kann kommen, das nennt man Verkehrsverbindung. Also, wenn wir bequem und sorglos reisen möchten oder wollen, dann gehen wir zu einem nächsten Reisebüro. Ja, das Reisebüro nimmt uns alle Arbeit ab. Ja, okay. Die Reisebüros suchen uns die besten Verkehrsverbindungen, ja, besorgen uns die Fahrkarte, Flugkarte und bestellen uns ein Zimmer an dem Ferienort. Also wir können dort auch die Adresse, gute Hotels und die genauen Preise für Übernachtung là đêm, Frühstück, ăn sáng và tất cả những mancai các giờ ăn khác. Mancai là bao gồm những giờ ăn gồm có Frühstück, Mittagessen, Abendessen nhưng không có cà phê pause đâu nghe. Phải cẩn thận đó. Tức là chỉ có 3 bữa cơm chính mà thôi. Also das sind die Mahlzeiten. Frühstück, Mittagessen, Abends ohne Kaffeepause. Nếu mà các em đi đi qua Reisebüro thì họ sẽ làm hết tất cả các công việc từ từ mua vé rồi chọn đường bay, giờ bay, mua vé, chọn phòng cho mình. Nó và hoặc không thì nó cho mình nhiều cái địa điểm, nhiều cái địa chỉ và các hotel và đồng thời cũng cho biết giá cả một đêm bao nhiêu, bao gồm có free stick hay là cái gì hay không. Đó là cái tiện lợi của cái Reisebüro, họ làm cho mình hết tất cả. Rồi nói tóm lại, abnehmen mình có nhiều nghĩa và Verkehrsverbindung là
cái phương tiện di chuyển nhé. Es costes nis fil. Cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là nhiều khi Việt Nam mình hay nó không không nói là es costes nis fil mà lại nói là es costes teuer. Thực sự đó là sai. Es is teuer hay là es costes fil. Es costes nis fil tức là es is billig. Về vấn đề mà nis fil này nè thì nó có chữ billig hay là chữ teuer. Nhưng thực sự ra billig chứ teuer nó thêm những cái chữ nữa, người không ai nói là billig mà người ta nói là günstig. Tức là billig coi như rẻ tiền nhưng günstig ở giá vừa phải, và phải chăng người ta không có nói chữ teuer mà người ta nói là kostet viel. Với lại cái mà hay dùng nhất đó là cái chữ preiswert. Preiswert có nghĩa là đúng giá thị trường, đúng giá cái phẩm chất của nó, không đắt cũng không rẻ, nó là đúng giá, gọi là preiswert. Nhiều tiếng Việt mình cứ hay đặt nghĩa nó là rẻ tiền, nhưng thực sự preiswert không phải là billig, cũng không phải là teuer, mà là preiswert, tức là đúng giá đó. Thấy chưa? Vendan là một cái thành ngữ mà rất thường xài, thường xuyên khi mà các em viết hay nói nên sử dụng nhiều. Ven ven tức là nếu như thế này thì nó ra cái kia. Thì wenn sie besonders preiswert reisen wollen, wenn sie besonders preiswert reisen wollen, besonders besonders là đặc biệt, besonders tức là không còn cái gì, tức là trường hợp đặc biệt. Besonders hết sức đặc biệt, nhưng wenn sie besonders preiswert tập trung nó, besonders cũng nghĩa là tập trung. Wenn sie besonders preiswert reisen wollen, dann schließen sie sich eine Gesellschaft. Tức là hãy đi vào thăm. Nếu mà đặc biệt muốn đi du lịch rẻ thì cứ đi tìm một cái Reisen Gesellschaft, tức là một cái Reisen Gesellschaft tức là một cái trung tâm tổ chức đi tour đó, tổ chức đi du lịch. Những nơi nào mà tổ chức đi du lịch thì gọi là Reisen Gesellschaft hay là Reisen Tour. Also, wenn Sie besonders preiswert reisen wollen, dann schließen Sie sich eine Reisegesellschaft. Diese, đây có nghĩa là diese Gesellschaft, vermieten Ihnen ebenfalls das Reisebüro. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cái Reisebüro nó sẽ giới thiệu, vermieten cái công ty du lịch này, đồng thời ebenfalls cũng như vậy. Ebenfalls là cũng như vậy, tức là nếu mà wenn sie besonders preiswert reisen wollen, dann schließen sie sich eine Gesellschaft. Diese vermieten sie ihnen ebenfalls das Reisebüro. Đúng không? Có hiểu không? Das Reisebüro vermieten diese Reisegesellschaft für sie. Also das Reisebüro vermieten das. Und nun eine recht gute Fahrt und nun eine recht gute Fahrt und nur, cái này đúng hơn, und nur eine recht gute Fahrt und sie heißen willkommen in Deutschland. Also und nun eine recht gute Fahrt, tức là bây giờ tôi chúc mừng ông đi du lịch, gute Fahrt, là gute Reise. Und nun eine gute, recht gute Reise und sie heißen willkommen in Deutschland und in Österreich. Sie heißen willkommen. Willkommen là chào mừng. Nhiều khi mình cứ nghe thấy ngoài bảng để chữ willkommen mà không biết sử dụng thế nào. Thực sự là sie heißen willkommen, có nghĩa là chúng tôi chào mừng ngài. Thì tiếng Đức nói ngược lại, sie heißen willkommen. Đó. Also, wenn Sie besonders private reisen wollen, dann schließen Sie sich eine Reisegesellschaft. Diese vermieten Ihnen ebenfalls das Reisebüro und nun eine recht gute Fahrt. Also, und nun, Sie heißen willkommen in Deutschland und in Österreich. Recht gute Dinge, đó là cũng một cái thành ngữ
nói chuyện recruiter Dingen hay hay recruiter Fark hay recruiter Zeit. Cái chữ recruit rất là thường xuyên, như gọi là recruit diễn nghĩa dịch sao cho nó trúng nghĩa, tại vì recruit hợp lắm, đúng lúc lắm, tức là tốt lắm, recruit. Nói chung là em phải thuộc chữ recruit nhiều lần, nói đi nhiều lần cái tự nhiên quen à. Also, nun ein recruiter Fark, bây giờ là một cái điểm tốt nhất là chúc mừng bà ha. Das Hotel kostet 70 euro pro Nacht, tức là cái hotel Zimmer kostet 70 euro pro Nacht. Es kostet nicht viel, es kostet nicht viel. Es ist nicht teuer, sondern preiswert. Nãy có nói, es ist nicht teuer, sondern preiswert. Es auch nicht billig, ist aber günstig, nhé. Ein billiger Zimmer ist sehr klein, natürlich. Billig ist immer schlecht. Aber günstig, das ist ein großes Zimmer, aber nicht so teuer. Ein günstig ist genau richtig, ja. Okay. So, ich danke euch sehr viele für das Zuschauen dieses Videos. Hier ist die Unterlagen, die Bücher, die Dokumente, wo wir benutzen für diese Videos. Also, danke noch einmal für das Zuschauen des Videos. Bitte nicht vergessen, Like, Kommentar zu hinterlassen, ja. Weiterleiten dieses Video an Freunde und Bekannte. Wünsche Ihnen oder euch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss. Macht gut. Alles Gute. Ciao.